sắp chiếu ngựa hương đá hàng nguyên khối, dày 16 phân, rộng 1m1. Em sẽ phân tích cho các bác điểm bất thường của sắp chiếu ngựa này. Đấy, trở lên nhà khách là bị khách phát hiện ra là chiếu này có vấn đề, thì đây là điểm của vấn đề đây. Đấy, vân này, vân ở đây nó loang xuống đây mà không thấy vân đi theo. Đấy, đến đây nó gãy này, thì đây là một lá này, trên này là một lá này. Đấy. Đấy, đây. Đấy, vân này, thì đây nó đang đi theo gọi là đúng đường nối của nó thì lại sang bên sườn lại gãy. Đấy, đây nữa đây. Đấy, đang đi đúng đường lối của nó thì lại sang bên sườn thì nó lại gãy. Đấy. À, tại sao nó lại đang đi đúng nó lại gãy nhỉ? Nó như chiếu ngựa này là có vấn đề nhé các bác nhé. Đấy. Sắp chiếu ngựa nguyên khối bây giờ công nghệ rất là cao, nếu mà các bạn mà mua hàng không tinh tế là sẽ bị ngậm cả đắng luôn các bạn nhá. Đấy, sập này là sập chiếu ngựa gọi là chiếu vernier. Đấy, em cũng chỉ là lái xe thôi, Đấy, nhưng mà đây là em chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn nào mà đang quan tâm đến dòng chiếu ngựa mà muốn mua hàng chiếu ngựa xịn, giá lại rẻ, không có từ rẻ đâu nhé các bác, dịch của rẻ là của thiêu nhé. Chiếu này chắc là sáng ngày trở lên nhà khách người ta cho thợ người ta phát hiện là chiếu này chiếu dán vô liền, người ta cho ăn bom luôn. Đấy, các bạn nhé, hết sức cảnh giác. Các bạn nào mà đang muốn đưa về nhà mình một cặp chiếu ngựa mà gỗ xịn thì cứ inbox cho em sẽ chỉ cách làm sao nhận biết được chiếu ngựa nào là chiếu ngựa xịn nhé. Đây là người ta làm luôn giả cả khoan chống nứt này, nhưng mà cái này đục ra nó chỉ là một cục gỗ nhỏ, không có chuyện khoan chống nứt đâu nhé. Đấy, trông rất là đẹp, nhưng mà đây toàn hàng bị bom về đây, đây xưởng luôn, nhưng mà toàn là hàng chiếu đẻo luôn. Vậy thì các bác xem luôn, còn vân gãy